với sự tham gia của các diễn viên Lưu Hiểu Diệp vai Lưu Tinh, Phương Đào vai Hứa Chí Tân, Tôn Hạo Dương vai La Hải, Tô Mộng Mộng vai Hổ Nụ, Khang Ân Hách vai Huỳnh Hiểu Ba, Hoắc Dung Di vai Lâm Tuyết và một số diễn viên khác. Biên kịch Hầu Khánh Chiêu, Chứ Dũng, Hoàng Lạc, Dụ Dương. Đạo diễn Từ Thiên Kiệt, Hổ Từ, Hoàng Tùng. Bộ phim Độc Tâm Thám Án. Ai vậy chứ? Diên Diên à, hôm nay là ngày kỷ niệm của chúng ta đó. Hôm nay là ngày kỷ niệm gì vậy anh? Hôm nay là kỷ niệm đầu tiên em nấu ăn cho anh đó. Diên Diên à, em chính là một món quà mà ông trời đã ban cho anh. Em cho anh rất nhiều lần đầu tiên, anh nhớ rất rõ. Anh muốn giữ kỷ niệm chúng. Dương Hạc, cậu thế nào? Nghỉ ngơi đã đỡ hơn chưa? Hả? Tôi biết cậu thích nhất loại hoa này mà. Nè, Dương Hạc à, sao lại uống nhiều rượu vậy? Nè, Dương Hạc, cậu nói đùa thôi đúng không? Hả? Đột nhiên không dễ nữa. Sao được chứ? Hay là cậu tìm quản lý mới rồi? Cũng không thể như vậy được, cậu xem. Tác phẩm đầu tiên của cậu là do tôi giúp cậu phát triển. Cậu không thể dông ân bội nghĩa như vậy được đâu. Những năm qua, tiền bản quyền, tiền nhuận bút của tôi, cậu đã bòn rút đủ rồi. Tôi thấy giữa tôi và cậu đã không còn ân nghĩa gì nữa. Cậu đừng có đến tìm tôi và làm phiền tôi nữa có được không? Bức tranh này là Duy Nhiên đúng không? Hả? Đừng có nói là cậu vì cô ấy mà không vẽ nữa nha. Trên đời này thiếu gì hoa thơm cỏ lạ chứ. Sao phải đơn phương một bông hoa? Chẳng phải chỉ là đàn bà thôi sao? Hả? Dương Hạc à, tôi tìm cho cậu người khác. Cậu không xứng đáng nhắc đến Duy Nhiên đâu. Được rồi, thôi được rồi, không nhắc nữa. Dương Hạc, cậu có biết gì không? Buổi họp fan ký sách của cậu sắp xếp xong rồi. Fan hâm mộ của cậu rất trung thành đó. Cậu có biết nó nghĩa là gì không? Đó đều là tiền hết đó. Tôi không quan tâm là có mở họp fan hay không. Tôi cũng không quan tâm là fan hâm mộ của tôi ra sao. Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết là tôi không muốn vẽ nữa. Tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu nữa đâu. Dương Hạ, cậu không thể không quan tâm được. Cậu biết không, tỷ lệ ủng hộ cao như vậy sẽ biến thành doanh thu. Chúng ta có thể chiếm giữ vị trí bán chạy nhất ở các hiệu sách. Cậu sẽ khiến những tác giả khác phải chạy dài ở phía sau cậu, cậu hiểu không? Hơn nữa, cậu nghĩ đi, có được vậy cậu sẽ kiếm được bao nhiêu là tiền chứ? Hả? Cậu vừa nói là buổi họp fan hâm mộ của tôi đã chuẩn bị xong rồi, có đúng vậy hay không hả? Đúng vậy. Dương Hạc à, cậu hiểu nó có ý nghĩa gì mà. Những nỗ lực của chúng ta trước đây giờ đã được đền đáp rồi. Cậu sẽ nổi tiếng, kiếm thật nhiều tiền. Dương Hạc à, cậu không được bỏ cuộc đâu. Cậu phải tiếp tục vẽ. Nhất định là phải nghe lời tôi ha. Đợi đã. Trong mắt của cậu có cái gì đó? Hả? Có gì chứ? Để tôi xem cho cậu có được không? À, có. À, nhìn sang trái đi. Ở đâu? Nè, mau nhìn sang trái nhanh lên. Rồi nhìn sang phải nhanh lên. Ở đâu vậy? Thật sự có gì đó. Là cái gì? Tôi giúp cho cậu lấy ra nha. Để tôi lấy ra giúp cậu cho. Cậu làm gì vậy?
Trong mắt của cậu rõ ràng có gì đó. Cậu cứ bình tĩnh. Trong mắt của cậu rõ ràng chỉ có tiền, có tiền, có tiền thôi. Cậu cứ bình tĩnh lại đã. Cậu không xứng đáng đến nhà của tôi đâu. Cậu mau cút ngay khỏi nhà của tôi đi. Tránh xa khỏi cuộc đời của tôi. Tránh khỏi mắt tôi đi. Tôi đi, tôi đi. Tôi đi mà. Tôi muốn tất cả các người biến mất khỏi mắt tôi. Tôi phải rời khỏi ngôi nhà này để các người mãi mãi không tìm được. Anh Sim, anh ở gần hiện trường vụ án như vậy, anh có từng nhìn thấy người này hay không? Chưa từng thấy. Được rồi, cảm ơn anh. Nè, ông trông coi, phải cẩn thận đó, đừng có mà ngủ gần nữa. Trời ơi, biết rồi, đi đi. Chào anh. Chào anh. Cho hỏi, người trong hình có thuê phòng ở đây không vậy? Không có. Được rồi, cảm ơn anh. Trà cho các cô. Cảm ơn. Mời các cô uống trà. Cảm ơn. Cảm ơn. Cho hỏi anh Khổng gần đây có về nhà không? Về nhà? Mấy tháng nay tôi đã không thấy mặt anh ta rồi. Hình chụp của hai vị thực sự rất đẹp. Đó là lúc mới cưới thôi. Bây giờ tất cả đã thay đổi rồi. Giờ tôi coi như người đó đã chết rồi. Không biết bắt đầu từ khi nào nữa, anh ấy càng ngày càng ít về nhà. Lúc mới đầu thì còn nói là làm nhiệm vụ, nhưng sau này làm gì cũng đều không nói. Tôi hỏi đồng nghiệp của anh ấy, họ cũng không biết anh ấy đang làm gì nữa. Cái nhà này trống trải lạnh lẽo, chẳng còn giống như một cái nhà nữa. Cô thực sự không biết anh Khổng ở đâu sao? Tôi cầu xin các cô đó, nếu biết anh ấy ở đâu thì làm ơn cho tôi biết có được hay không hả? Nếu anh ấy ở bên ngoài của người khác rồi, tôi có thể nhường lại cho người đó. Bất luận ra sao thì cũng phải trở về gặp mặt tôi nói chuyện đàng hoàng chứ. Muốn ly hôn hay làm gì cũng được, phải về nói một câu chứ. Tôi biết cảnh sát các cô rất bận, nhưng mà cũng không đến mức như vậy. Làm gì có chuyện đến điện thoại cũng không nghe, nhà cũng không thể về được hả? Cô đừng quá buồn. Thời gian này Khổng Minh thường hay liên lạc với ai? Tôi không biết. Người nhà cũng không muốn liên lạc với anh ấy nữa. Mà anh ấy làm sao? Anh ấy xảy ra chuyện gì rồi hả? Chuyện này là... Anh ấy là cảnh sát nằm vùng sao? Cả năm nay anh ấy nằm vùng trong băng nhóm xã hội đen. Nhiệm vụ này rất nguy hiểm.
Có thể là anh ấy sợ liên lụy đến cô, cho nên mới không về nhà, không nghe điện thoại của cô. Các cô đã biết rõ như vậy rồi, sao lại thông qua tôi tìm anh ấy hả? Các cô có phải có điều gì giấu tôi không? Thật lòng thì lâu rồi anh ấy không về nhà, tôi cũng đã có một phần nào đó đoán ra. Cô đừng kích động, sự việc không nghiêm trọng như cô nghĩ đâu. Lúc mình tới khảo sát hiện trường, Khổng Minh đứng ở đây, đây chính là vị trí quan sát. Đúng thật là cô ấy rất tội nghiệp. Thời gian dài như vậy, không hề biết được chồng của mình ở đâu và làm gì. Đối với một người phụ nữ, mỗi ngày như vậy trôi qua thực sự rất khó khăn. Nhìn nhà của hai người họ đi, sắp xếp thì gọn gàng ngăn nắp, mọi thứ sạch sẽ, nhưng mà chẳng có chút sinh khí nào, rất lạnh lẽo. Nên chúng ta phải nhanh chóng tìm ra Khổng Binh, không để cô ấy ở nhà một mình được đâu. Chị Lưu Tinh, chị cảm thấy vụ án lần này có liên quan đến Khổng Binh không? Alo. Được, tôi biết rồi, tôi tới ngay đây. Có chuyện gì vậy? Gần hiện trường vụ án phát hiện ra một vụ án tương tự. Đi thôi, nhanh lên. Khổng Binh đã bị lộ mặt, hơn nữa còn đang bị thương. Nếu bị hoảng loạn, kích động, không có sự giúp đỡ thì sao? Chúng tôi phải nhanh chóng tìm ra anh ấy, ngăn chặn anh ấy làm chuyện không hay. Chúng tôi cần đi sâu vào phân tích nội tâm của con người, tìm hiểu nguyên nhân sâu xa, mới có thể phòng ngừa hành vi phạm tội. Xin chào. Xin chào. Tôi muốn thuê một phòng. Thuê mấy ngày đây? Vẫn chưa biết được. Tạm trước một tháng đi. Đây là tiền cọc của tôi. Thẻ phòng nè. Lại có chuyện gì nữa rồi? Kỳ lạ, an ninh kiểu gì không biết nữa. Xem ra mấy ngày nay phải đóng cửa sớm rồi. Cô phát hiện ra từ khi nào vậy? Thì cũng như bình thường thôi, tôi tới dọn thùng rác này, nhưng mà hôm nay có trễ hơn một chút. Mới mở ra thì thấy bên trong toàn là máu thôi, là tôi sợ gần chết. Buổi sáng mấy giờ cô tới? 5:30. Có phát hiện người nào nữa hay không? Không có. Được rồi, cảm ơn cô. Dạ xin lỗi, thật sự xin lỗi. Thank you.
Lại là gây án nơi đông đúc. Không phải chứ, giữa ban ngày ban mặt luôn sao? Không, không phải là ban ngày. Theo tôi thì vẫn là vào buổi tối. Thời gian hai vụ án gần nhau, với lại địa điểm gây án cũng gần nhau. Sẽ là một vụ trước, một vụ sau, đều là gây án vào ban đêm. Cô xem đi. Vụ án trước là trực tiếp dứt xuống ở bên ven đường, nên chúng ta mới phát hiện sớm như vậy. Nhưng mà vụ này hung thủ lại dứt trong thùng rác, nên bây giờ chúng ta mới phát hiện ra. Hai nạn nhân có điểm gì tương đồng không? Xem ra tất cả bọn họ đều là một đám côn đồ thôi. Lưu Tinh à, cô xem đi. Hai vụ án giết người này đều xảy ra gần khu dân cư đông đúc, cho nên sự ảnh hưởng sẽ rất lớn. Tôi thật sự không thể phán đoán được hắn có tiếp tục gây án hay không. Tên sát nhân này liều lĩnh thật đó. Đội trưởng Hứa à? Ê, là Hải. Ông xem, đây là hình tôi vừa chụp được. Ký hiệu này ở hiện trường vụ án kia cũng có. Hai ký hiệu rất giống nhau, không phải là trùng hợp đâu. Chắc chắn có vấn đề. Ông hãy xem thử đi. Ai lại có thể để lại loại ký hiệu này chứ? Ta nhất định phải làm rõ chuyện này thôi. Có thể sẽ giúp ích cho vụ án lần này đó. Vậy đi là Hải, gọi cho Dương qua, hỏi cậu ta xem sao. Được rồi. Đây. Được rồi, đi qua kia đi. Đây là ám hiệu gặp mặt của chúng tôi. Có nghĩa là có thể là Khổng Binh để lại. Hình tam giác chính là hình dạng cân bằng nhất trong tất cả. Nhìn từ các cạnh đều sẽ không thể biến thành hình khác, cho nên thể hiện sự an toàn. Nhưng khi có một đường thẳng đi qua giữa, điều đó thể hiện là đã hết an toàn. Tình huống nguy cấp cần trợ giúp. Ám hiệu này đối với những người đầm dùng là tôi dạy họ. Khi gặp việc nguy cấp, cần gặp mặt mới được sử dụng. Tôi không nhìn lầm đâu. Nói như vậy thì hai vụ án này thực sự có liên quan đến Khổng Binh? Chưa khẳng định được đâu. Khổng Binh là bệnh nhân bị hội chứng sang chấn sau chấn thương. Trong mắt của anh ấy, thế giới đều không bình thường đâu, nên là anh ấy không hành động theo bình thường cũng có thể lý giải được mà. Điều quan trọng nhất hiện giờ là nhanh chóng tìm ra Khổng Binh. Mọi người đã tới nhà Khổng Binh chưa? Dạ rồi. Giờ Khổng Binh cơ bản không biết chồng đang nằm dùng, còn nghĩ là anh ấy bên ngoài có người phụ nữ khác, nên là tôi cảm thấy anh ấy chắc chắn không về nhà. Hiện giờ Khổng Binh và tôi đã mất liên lạc. Cậu ấy muốn hoàn thành nhiệm vụ, tôi muốn ngăn cũng không được. Nếu cậu ấy vẫn cứ cố chấp thì một khi chưa hoàn thành được nhiệm vụ, sợ rằng cũng không chịu bỏ cuộc đâu. Xin chào, có việc gì vậy? Chúng ta từng gặp nhau rồi. Xin lỗi, tôi không nhớ đâu. Lúc mua đồ ở siêu thị, anh không trả tiền là tôi đã trả giúp anh. Anh đợi tôi chút đi.
trả cho anh, không cần phải thối. Anh thực sự nghĩ tôi đến đây để đòi tiền nước hay sao? Vậy thì anh muốn gì ở tôi đi? Anh hỏi tôi muốn làm gì hả? Tôi mới là người hỏi anh câu đó. Rốt cuộc là anh muốn làm gì? Là anh đến gõ cửa phòng của tôi, bây giờ anh còn hỏi tôi muốn làm gì nữa hay sao chứ? Đầu óc của anh có phải có vấn đề rồi không? Đầu của anh mới có vấn đề đó. Anh đã quên hết mọi thứ rồi sao? Được, vậy để tôi giúp anh nhớ lại. Ngày hôm đó khi ở hiện trường vụ án, chúng ta đã từng gặp nhau. Xin lỗi. Anh đội nón y hệt như bây giờ, đeo kính gì, mặc quần áo gì, mang giày gì, tôi đều nhớ rất rõ. Tôi không thể nào làm được. Xin lỗi anh, tôi không có trí nhớ tốt với anh, cũng không biết anh muốn làm gì nữa. Anh đứng lại cho tôi. Tôi vẫn chưa nói xong mà. Anh rốt cuộc là người của ai? Cái gì là người của anh ai chứ? Tôi chỉ là tôi thôi. Nói đi. Tôi không biết anh muốn gì ở tôi nữa. Anh đến phòng anh của tôi gọi cửa, sau đó anh hỏi tôi. Tôi mới là anh. Người không biết rõ tôi anh không gì ở tôi nữa. Là người của đổ ai? Của anh có phải có vấn đề rồi không? Theo tôi. Hả? Thì được trách tôi. Tôi nói lại một lần nữa. Nếu như anh cứ đi theo tôi thì đừng trách tôi không khách sáo với anh. Anh nhớ cho rõ câu này của tôi. Anh giết chết tôi đi. Giết chết tôi đi. Có giỏi thì giết chết tôi đi. Không dám giết tôi có đúng không? Không dám thì mau cút khỏi nhà tôi. Bộ phim lúc nãy mình coi thiệt sự là rất hay luôn đó anh. Ừ, anh cũng thấy vậy đó. Mặc dù tổng thể của bộ phim có cảm giác thần bí và u ám nữa, nhưng mà em có cảm thấy như có một tia sáng sôi vào tâm hồn hay không? Ừ. Làm cho anh có cảm hứng rất lớn luôn đó. Đặc biệt là ma cà rồng ở trong phim đều giống như thiên thần vậy đó. Còn có người sói. À, người sói đẹp trai quá chừng luôn. Vợ à, vậy sau này mỗi ngày khi mà em tỉnh dậy, câu đầu tiên em nói với anh đều là nói dối sao? Không đâu, trong lòng của em, anh mãi mãi là hoàng tử ếch đẹp trai nhất. Vợ yêu à, thật ra bao nhiêu năm qua anh có chuyện vẫn luôn giấu em. Thật ra là anh không phải là một con ếch, mà là một con cốc hút máu đó. Ghét anh thiệt luôn. Chạy đi đâu hả? Chạy đi đâu? Xin lỗi. Xin lỗi. Không nhìn thấy anh thật ngại quá. Mong anh bỏ qua cho chúng tôi nha. Các người định làm gì vậy hả? Không thoát được đâu. Dương Hạ, mau thả tôi ra. Dương Hạ, thả tôi ra. Các người muốn làm gì hả? Thả cô ấy ra. Dì Nhiên à, dì Nhiên à, em ở đâu vậy chứ? Sau sự việc khi nhìn lại, trong vụ án này, hai người có liên quan đều là nạn nhân điển hình. Khổng Binh là nạn nhân trực tiếp trong vụ án đó. Âu Dương Hạc lại là người chứng kiến sự việc xảy ra với vợ yêu thương của mình. Sự bạo lực này để lại di chứng khó có thể xóa bỏ. Vụ án này càng ngày càng trở nên phức tạp. Cô thấy sao hả? Từ hiện trường có thể thấy hung thủ là một mình gây án. Cửa chính mở rộng, nghĩa là hắn đã đi vào từ cửa chính. Cô có thể nói điểm gì tôi chưa biết không? Ý của tôi muốn nói là suy đoán nạn nhân là thành viên của băng đảng xã hội đen cũng đã bị loại bỏ. Lập luận của cô rất rõ ràng. Vậy hung thủ là ai?
Từ phương thức gây án, có thể nói hung thủ rất tàn nhẫn, như là có mối thâm thù với nạn nhân vậy. Cô nói xem có phải là Khổng Minh? Đội trưởng Dư đã từng nói Khổng Minh có khả năng đánh lạc hướng điều tra rất tốt, nhưng mà trong ba vụ án này lại hoàn toàn không nhìn ra được. Cho nên tôi thấy có thể không phải là Khổng Minh làm. Hung thủ không hề xử lý hiện trường, với lại quá trình gây án cũng xảy ra rất nhanh. Hắn dường như điên cuồng đắm chìm trong thế giới riêng mình, cho nên có thể không phải là Khổng Minh. Tôi hiểu rồi. À mà đúng rồi, đây chính là điều mà hiện giờ chúng ta đang lo lắng. Bây giờ chúng ta đã tập trung quá nhiều vào việc tìm tung tích của Khổng Minh mà không hề để ý tới tên sát nhân. Hơn nữa tên sát nhân này không chừng đang lên kế hoạch gây án tiếp theo đó. Mệt rồi hả? Dương Hà, anh dễ như vậy sao mà không dễ em hả? Hay hôm nay anh có chút rối loạn. Cổ của anh làm sao vậy? Không sao đâu, sẽ nhanh khỏi thôi mà. Nếu như không phải Khổng Minh, vậy thì hắn là ai chứ? Các cậu có manh mối gì không? Hiện giờ vẫn chưa thể loại trừ Khổng Minh được. Chúng ta chỉ là đang nghi ngờ. Ngoài Khổng Minh ra, vẫn còn kẻ tình nghi khác. Có điều là lúc trước chúng ta đều tập trung vào Khổng Minh, cho nên là chúng ta đã bỏ qua manh mối này. Nạn nhân hôm nay với hai nạn nhân của hai vụ trước có liên quan trực tiếp đến nhau hay không? Những nạn nhân này tôi đã điều tra qua. Hai người hôm trước, thêm một người hôm nay nữa, đều là thuộc hạ của Nanh Sói. Đội trưởng, đội trưởng, có manh mối mới. Trước khi hai vụ án xảy ra, một nhà nghỉ gần hiện trường có người báo cảnh sát, nói là trong nhà nghỉ có người cầm dao. Hôm nay tôi đi kiểm tra người thuê phòng, phát hiện là Khổng Minh. Để tôi cho người đi tìm. Không cần vội. Người có phải do Khổng Minh giết hay không, chúng ta vẫn chưa biết chắc. Nhưng mà từ cậu ấy, nó không chừng có thể tìm ra chân tướng sự việc. Nhưng bất luận ra sao, chúng ta cũng phải tìm ra Khổng Minh trước. À không, không phải cậu từng nói Khổng Minh đã được huấn luyện đặc biệt hay sao? Nếu chúng ta hành động tùy tiện, tôi cho rằng sẽ càng khó bắt được cậu ấy. Hơn nữa, trước mắt còn ba vụ án giết người liên tiếp, tìm ra hướng điều tra là rất quan trọng. Chúng ta không được manh động. Nhưng với tình hình hiện tại, về trạng thái tinh thần của Khổng Minh, chúng ta không thể để cậu ấy tiếp tục ở ngoài nữa. Ờ, phải rồi. Không phải mấy cậu nói, nếu có việc khẩn cấp, mấy cậu sẽ dùng ám hiệu để liên lạc sao? Thôi vậy đi. Chúng ta dùng ám hiệu để hẹn Khổng Minh ra ngoài. Đúng vậy, đội trưởng Hứa nói rất đúng. Ờ, được. Ugh.
Duy Nhiên à, Duy Nhiên à. Anh là ai vậy? Xin mời anh đi cho. Gần đây hai lô hàng liên tiếp bị cảnh sát tra ra. Dạ thưa ngài, món ăn của ngài đã đủ rồi. Nành sói. Phiền anh để bức tranh của tôi xuống. Người trong bức tranh này có phải là nanh sói không? Mau đưa bức tranh cho tôi. Đưa đây. Tôi kêu anh đưa đây. Gần đây hai lô hàng liên tiếp bị cảnh sát tra ra. Không ngờ nanh sói tao cả đời nuôi ông lại bị ông đốt. Ăn của tao, xài của tao, bây giờ lại quay ra bán đứng tao sao? Đừng tưởng tao không biết gì hết. Mày có thể qua mắt được tao sao? Còn không mau bước ra. Đây là một vụ lớn đó. Tôi nghĩ chúng ta có thể thu lưới rồi. Cậu cũng có thể quay lại mặt nước rồi. Dương Hoa, những việc này đều do thuộc hạ của nanh sói làm. Chứng cứ vẫn chưa trực tiếp chỉ tội nanh sói. Hay là vậy đi, anh có thể cho tôi thêm chút thời gian không? Để tôi nắm thóp hắn. Không được. Nếu như lần này không thu được cả mẹ cá, bọn họ nhất định sẽ nghi ngờ cậu. Thân phận của cậu sẽ bị bại lộ. Cho nên sau khi hành động lần này thành công, cậu phải dừng hết mọi nhiệm vụ lại. Dương Hoa, nanh sói chính là con cá lớn nằm ở nước sâu mà. Chúng ta nếu như muốn bắt được hắn còn khó hơn cả lên trời. Khổng Binh, cậu biết không, nếu cậu nhất quyết làm vậy là đang tự đẩy mình đến bờ vực thẳm đó. Dương Hoa, tôi muốn liều một lần. Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội lần này đâu. Anh Quyền đánh sói sao? Anh Quyền đánh sói hay sao chứ? Anh Quyền đánh sói hay sao hả? Dương Hoa, Dương Hoa. Xin chào. Hả? Tôi muốn nhờ cô giúp tôi chuyển một thứ cho khách trọ của cô. Sao rồi? Chắc là không có vấn đề gì. Là Hải ơi, lần này nhờ hết vào cậu. Ông yên tâm đi. Đi thôi. Ừ.
Dương Hoa, anh mau nói cho tôi biết, anh vẽ bức tranh này là gì? Anh mau nói tôi biết đi. Máu trên cổ của anh từ đâu mà có? Anh nói mau đi. Tại sao các người đều hỏi tôi về chuyện này chứ? Tôi cũng thật sự không biết. Vừa nãy tôi đang vẽ, vẽ xong đã bị như vậy rồi. Tôi cũng không biết. Tôi thật sự là không biết mà. Dương Hoa, anh sao vậy? Sao anh lại biến thành như vậy? Lẽ nào anh quên nhiệm vụ của chúng ta rồi sao Dương Hoa? Hả? Di Viên à, Di Viên à, mau lại đây, lại đây, đưa tên điên này đi đi, mau đưa người này đi đi, Di Viên à, mau đưa đi đi. Dương Hoa, anh bình tĩnh lại đi, anh nghe tôi nói nè, tôi có thể giúp anh mà. Dương Hoa, anh đừng có sợ. Hả? Anh rốt cuộc là ai vậy chứ? Anh mau nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu. Anh mau nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu hả? Nói mau, nói mau, nói tôi biết hiện tại cô ấy đang ở đâu. Nói mau. Người bị di chứng sau chấn thương, tính cảnh giác sẽ càng cao, có thể sẽ xuất hiện cảm xúc tiêu cực hoặc ảo giác. Nếu hai người có tâm lý bất ổn ở cùng nhau, sẽ xảy ra xung đột lúc nào. Cậu A, cậu A, có người gửi cho cậu tờ giấy, cầm lấy đi. Khổng Bình à, đội trưởng Khổng Bình rút dao rồi. Không sao đâu, La Hải sẽ có cách. Nói. Tôi và đội trưởng Dương Hoa của cậu rất mong cậu trở về đội đó. Cậu đừng kích động mà. Tôi biết là những gì cậu đã trải qua, và tôi cũng đã từng. Chúng tôi không thể không đón người của mình về. Khổng Bình à, cậu hãy tin tôi đi. Đón người? Các anh dựa vào đâu mà đón người? Các anh đón người kiểu gì đây? Kế hoạch của chúng tôi sẽ hư hết đó anh biết không? Tôi còn nhiệm vụ cần phải làm nữa, tôi không rảnh nói chuyện với anh. Tôi đi trước đây. Khổng Bình à, Khổng Bình à,
Đây là nhà cậu hả? Phải. Đội trưởng Dương, tôi đã nửa năm không được về nhà. Tôi rất muốn về thăm vợ mình. Như vậy không được. Tình hình hiện giờ đang rất căng thẳng, cậu không thể mạo hiểm. Hơn nữa, nếu cậu làm vậy sẽ nguy hiểm đến tính mạng cô ấy. Đội trưởng Dương à, vợ tôi sức khỏe không tốt, cô ấy cần người chăm sóc. Tôi hiểu. Khổng Binh à, tình hình hiện giờ cậu phải tin tôi, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. À, nhẫn nhịn thêm một chút. Đi thôi. Đây dường như là tình tiết ở hiện trường vụ án. Thi thể trước khi được chuyển đi bị kẻ giết người đặt nằm dưới đất, hướng giống như trong hình vẽ này. Có điều này, đó là ở hiện trường chỉ có một thi thể, tại sao bức tranh này lại vẽ hai chứ?